chào các bạn quay trở lại với nhóm review. Thì hôm nay nhóm xin giới thiệu cho các bạn về một cái bộ sản phẩm, đó là một cái đèn RGB S27 và một cái tay điều khiển cho cái đèn LED này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ khám phá cái đèn RGB ở đây. Các bạn có thể thấy trên vỏ có ghi có hình ảnh và các cái màu thông số ấy. Sang phía bên này có các cái tính năng rồi, điều khiển có tần số 2.4GHz và có khoảng cách tối đa là 20m. Các cái có thể điều chỉnh được các cái màu khác nhau và độ sáng tối từ 100 đến 1% và có thể làm đèn chiếu sáng này. Và dưới đây là các cái bước để chúng ta kết nối và sử dụng, các cái bước kết nối với lại tay điều khiển. Thì trên tay mình đây là cái đèn LED RGB này, cấu tạo bằng nhôm khá là chắc chắn, cái đuôi thì là đuôi xoáy rất phù hợp với lại cái đuôi xoáy hiện tại bây giờ. Tiếp theo là cái tay điều khiển. Thì bên trong cái tay điều khiển có một bộ điều khiển này và một cái hướng dẫn sử dụng. Thì ở trên đây người ta đã hướng dẫn khá là chi tiết. Chúng ta đi tìm hiểu chi tiết về cái tay điều khiển. Thứ nhất là tay điều khiển sử dụng hai cục pin 3A. Ở phía mặt trước có các cái phím điều khiển cảm ứng, phím on off và tất cả này. Thì một cái tay điều khiển này chúng ta có thể điều khiển được 4 thiết bị, tức là 4 cái đèn LED. Tức là cái tay điều khiển này có thể điều khiển được 4 cái bóng đèn riêng biệt. Thì mình nói qua về chức năng của các cái phím ở trên này nhé. Đầu tiên là phím bật tất cả các cái thiết bị này. Phím thứ hai là tắt. Và đây là cái vòng để chúng ta sẽ chỉnh cái màu của bóng đèn. Phía dưới là chỉnh độ sáng tối. Ở dưới là chỉnh các cái chế độ như là nháy LED, nháy đèn hay là sáng một màu và tốc độ nháy. Ở phía dưới là on off của thiết bị thứ nhất, on off của thiết bị thứ hai và tương tự với thiết bị thứ ba, thiết bị thứ tư. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái tay điều khiển này để kết nối với lại cái bóng đèn này ở phía bên cạnh đây. Thì đầu tiên các bạn với cái tay điều khiển này, các bạn phải chuẩn bị hai cục pin 3A. Rồi, bước thứ hai chúng ta sẽ kết nối cái bóng đèn với cái đuôi đèn. Thì ở đây sử dụng đuôi xoáy nhé. Đầu tiên các bạn phải kết nối tay điều khiển này, cái bóng đèn ở đây. Thì đầu tiên các bạn sẽ bật nguồn lên, bật nguồn này, và sau khi bật nguồn các bạn sẽ nhấn thật nhanh ba lần cái phím zone on này. Nếu mà các bạn muốn học ở cái vị trí thứ hai thì làm tương tự ở vị trí số 2 và số 3, số 4. Đây thì mình sẽ làm thử nhá. Bật nguồn này và nhấn thật nhanh 3 lần phím on. 1, 2, 3. Khi mà thành công thì bóng đèn sẽ nháy 3 lần. Đây, các bạn có thể tiến hành điều khiển. Tăng giảm độ sáng này. Giờ đây mình sẽ tắt đèn đi. Đây, chuyển qua các cái hiệu ứng màu, tăng giảm độ sáng, chuyển màu, chuyển cái chế độ là đổi màu liên tục đấy, tăng tốc này, tăng giảm này,
Nếu mà các bạn muốn nó sáng như một cái bóng đèn chiếu sáng bình thường thì các bạn sẽ nhấn giữ cái phím zoom on ở đây. Đây là đèn nó sẽ sáng tối liên tục. Chỉnh các màu này. Đó. Thì khi chúng ta vào cái chế độ sáng này, chúng ta sử dụng như một cái bóng đèn chiếu sáng bình thường thôi. Thì khi mà các bạn đã thêm thành công rồi ấy, đây, các bạn tắt lên, tắt đi và bật lên thì nó sẽ vẫn nhận là cái phím đấy thôi. Bây giờ trường hợp mà bạn muốn đổi cái đèn LED, cái đèn này sang một cái phím điều khiển khác thì đầu tiên các bạn phải xóa, tức là ngắt kết nối ở cái phím đầu tiên này với lại cái bóng đèn. Thì, các bước thực hiện như sau. Thứ nhất là tắt nguồn này. Thứ hai là bật nguồn và bật lên, và trong cái vòng 3 giây các bạn sẽ nhấn thật nhanh 5 lần cái phím zoom on ở đây để mình làm thử cho các bạn nhé. Bật nguồn này, 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, thì khi đèn nháy 6 lần là các bạn đã ngắt kết nối thành công. Bây giờ mình tắt đi và bật lên thì cái phím thứ nhất nó sẽ không có chức năng, không có kết nối gì nữa, các bạn không thể điều khiển được. Để học các cái phím khác các bạn cũng làm tương tự như cái kết nối mà ban đầu mình hướng dẫn. Thì trên đây nhóm vừa giới thiệu và hướng dẫn các bạn sử dụng mấy cái bóng đèn nhiều màu và cái tay điều khiển cho nó. Thì đối với bộ sản phẩm này các bạn có thể ứng dụng nó vào trong cái việc trang trí, ví dụ như là trang trí quán cà phê, quán trà, hay là đặc biệt nữa là trang trí cái phòng ngủ cho thật lãng mạn. Và các bạn có thể bật tắt nó một cách dễ dàng thông qua cái tay điều khiển mà không phải đến tận nơi bật cái công tắc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.